Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt tại thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi lên tham quan và trải nghiệm một cái bản ở trên đỉnh núi cao rất là đẹp của đồng bào người Hờ Mông ở trên này các bạn nhé. Bản có tên là bản Cu Vai. Ở phía sau này thì một đường thì đi vào trung tâm thị trấn và một đường đi lên bản. Đây, có cái biển chỉ dẫn ở đằng sau mình các bạn. Bản Cu Vai còn cách khoảng 9 km nữa. Chúng ta sẽ phải đi lên lên đèo các bạn ạ. Không biết là cái đường nó có đẹp hay không, nhưng mà theo như mình nhìn thấy đường đi lên là đường bê tông các bạn ạ. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Đường đi lên bản là một con đường bê tông, cũng không được rộng rãi cho lắm. Chúng ta sẽ phải đi lên hết cái đèo đằng kia và đi vòng mấy vòng nữa các bạn ạ. Ở đây thì bà con người Thái đang đi ra đồng. Lúa ở đây thì mới bắt đầu vàng nữa các bạn ạ. Người ta chưa gặt. Như ở dưới miền xuôi thì bây giờ thì đang gặt rồi. Và có nơi cũng gặt xong hết rồi. Đấy, xe máy thì mình đang phải đi lên bản số 2 các bạn ạ. Có những cái dốc nó khá là cao. Ở đây mình thấy một nhóm bà con người Mông, không biết người ta đang làm gì ở đây. Ở đây các bác này đang xúc xoải, chắc là về để xây nhà nhá. Này về để xây nhà anh. Xây đường à? Cổ đường à? Ồ. Ở đây đi làm đường các bạn ạ. Các bác này đang xúc xoải để về đi đổ đường, đổ bê tông đường. Cái này lai về để đổ đường bê tông à anh? Tại vì xe ô tô không vào đường, nhà đường nhỏ quá không vào đường, phải lai bằng xe máy. Khá vất vả. Tiếp đổ ra lên không anh ạ. Ô tô nó còn lằng nhằng. Lằng nhằng mà đường nhỏ ô tô không vào được. Đấy, toàn là những cái chiếc xe máy để lai từng bao sỏi, bao cát một để về để đổ đường. Thấy bà con ở đây khá là vất vả. Những cái con đường đây nó rất là hẹp. Nếu mà hai chiếc xe ô tô mà đi ngược chiều nhau chắc là phải tìm chỗ để tránh các bạn ạ. Tại vì làn đường này chỉ tầm 3 mét thôi. Phải lai về xa không anh? Dạ. Lai về xa không? 400 mét. 400 mét à? Ở tận trong gần mét. trong kia à? Đến đầu tiên là 500 mét. Thế phải đi qua cái núi trong kia à? Qua cái vâng. Ui xa đấy nhỉ. Một bao sỏi như này nó phải hơn 50 cân đấy chứ. 70 cân. 70 đây. Cái này gần 100 cân nữa anh ạ. 70 cân. Anh nhắc nổi không? Vác nổi không? 2 người. Hai người khiêng đúng không? Nặng như đá, như sắt. À ở trên này mình đi xe win thì nó khỏe hơn nhỉ. Những chiếc xe win này thì gầm nó cao, đi nó không bị gốc. Để xem các bác này vận chuyển sỏi để đổ đường các bạn nhé. Ôi cha. Gần tạ. Tiếp là xe
lo chi gì ít là có thâu ai lon rửa rửa thứ vậy lo cô. Ở đây thì xúc hết sỏi rồi, còn một ít ở dưới này không xúc được thì các bác lại để chuyển sang đống ở bên dưới, chuyển xuống đống bên dưới. Ở đây thì còn có mấy bao nữa thôi, 6-7 bao nữa thôi để cho một vài người like, còn một số để đi xuống khúc dưới để chuyển tiếp về các bạn ạ. Đấy, thấy bà con rất là vất vả, bà con có một cái thôn nhỏ trong này, vài hộ gia đình thì họ tự đổ lấy thôi. Cái này là mình tự mua cát sỏi về đổ lấy à chị? Không phải, là họ cho này. Cho à? Nhà nước cho đúng không? À, nhà nước cho về nhưng mà mình tự đổ lấy đúng không? À. Tức là những vật liệu này thì nhà nước họ cho. Chứ họ không làm cho mà họ cho vật liệu để mình tự làm. Tại vì ở trong này có một cái thôn nhỏ, bản nhỏ thôi các bạn. Hôm nay mình quan sát thì chắc hơn chục hộ, chắc hơn chục hộ. Thôi có khi là mình cũng không phiền mọi người làm việc nữa, để mọi người làm việc thôi. Mình lại tiếp tục hành trình lên trên bản Cù Vai các bạn nhé, cùng trải nghiệm các bạn nha. Mình lại tiếp tục hành trình để lên bản. Chắc là ở đây lên bản còn khoảng 3 đến 4 km nữa thôi các bạn ạ. Và đường nó hơi dốc. Ở khúc này thì hơi dốc các bạn ạ. Mình sẽ phải lên từ từ bằng số 1 thôi. Bây giờ thấy có mây đen kéo đến khá là nhiều, mình sợ là chiều nay, sáng nay nó sẽ mưa. Mây đen quá các bạn ạ. Rất là cao luôn ở trên này. Đường này ô tô vẫn đi được, nhưng mà nếu mà hai xe đi ngược chiều thì tránh nhau là hơi khó. Bởi vì cũng thấy ít chỗ tránh lắm các bạn.
ở trên này nước thì rất là nhiều, nước thì thoải mái luôn. Đây bà con bắc ống nước đi lấy nước, nguồn nước từ trên núi này lấy xuống dưới kia các bạn ạ. Ở dưới kia là bản của người Thái, đồng bào người Thái sinh sống ở dưới kia các bạn ạ. Còn đồng bào người Mông thì họ lại chủ yếu là sống ở trên các sườn núi cao. Mình đi lên được một nửa đường thì mình lại thấy khung cảnh nó đẹp quá. Nhìn xuống và nhìn sang những cái bản ở phía bên kia núi ấy, mình thấy không biết có một con đường hay là thôn bản gì đấy. Đó, nó bắt ngang cái sườn núi kia cũng khá là đẹp bạn ạ. Ở bên kia cũng có những cái hộ dân các bạn ạ. Lưa thưa những hộ dân ở bên kia của đồng bào người Mông. Đó. Còn ở dưới này là những cái ruộng, những cái sườn đồi dưới kia cũng có ruộng bậc thang, ở ngay chỗ này cũng có ruộng bậc thang nữa. Ở dưới kia thì mình thấy cũng chắc là cũng đồng bào người Mông. Tại vì nhà của người Mông thì nó khác của người Thái các bạn ạ. Nhà người Mông thì họ làm nhà đất, còn người Thái thì họ làm nhà san. Đó, ở dưới kia thì mình thấy là nhà họ được làm nhà đất. Ồ, những cái ruộng bậc thang ở dưới kia cũng khá là đẹp các bạn ạ. Mình đứng ở đây hơi xa nên là zoom vào nó cũng không được sắc nét mấy, các bạn đồng cảm nhé. Đó, nó phải cách ở đây khoảng hơn cây số. Ở ngay chỗ này thì có một cái cây, không biết là cái cây gì. Nó giống như một chiếc cây cô đơn một mình ở một cái lưng chừng núi vậy các bạn ạ. Bây giờ mình lại tiếp tục đi hành trình lên bảng các bạn nhé. Ở gần trên này thì mình thấy có cái đường bê tông mới đổ các bạn ạ. Một đoạn đường bê tông mới đổ, đoạn này thì đổ cũng chắc được vài ngày rồi. Còn đoạn đằng sau mình vừa đi qua kia là mới đổ chắc là từ hôm qua. Hôm nay vẫn còn thấy nó tươi tươi xanh xanh nhé. Đấy. Đường này đường mới đổ. Đây, ở đây còn để những cái quãng như thế này để chuẩn bị họ ra còn làm cống thoát nước ấy. Đấy, còn lên rất là xa vòng vèo nữa các bạn ạ. Mình đến chỗ này thì thấy một cái cổng chào, nó có chữ chòm cu vai. Mình thì không hiểu cái từ chòm là cái gì. Ở đây có biểu tượng cái khen mông và một cái gùi. Bây giờ mình sẽ lại tiếp tục đi lên các bạn nhé. Các bạn thân mến, sau một thời gian di chuyển từ dưới trung tâm thị trấn Trạm Tấu đi lên trên này thì cuối cùng mình cũng lên được trên bản các bạn ạ. Quả thực là ở trên này rất là yên tĩnh, bình yên, mọi cảnh quan nó rất là thanh tịnh các bạn ạ. Chỉ có tiếng gà rồi là tiếng chim. Ở đây người dân không biết họ đi làm hay là đi đâu nhưng mà thấy rất là vắng. Có từng hộ thì có người ở nhà, như hộ đây thì có bà này, chắc là bà vừa đi làm về sao vậy. Ở trên này thì ở nhà nước đang đầu tư một cái đường bê tông lên từ dưới kia lên đến hết trên bản này. Những cái mương này đang đổ này. Đấy. Những cái gờ này thì cũng đang đặt đây chuẩn bị làm thôi. Đó. Công trình vẫn còn đang trong quá trình thi công. Ở đây thì mình đã thấy có máy, máy xúc, máy trộn bê tông để đổ đường ấy. Ở trên này thì mình thấy gió suốt từ lúc mình lên đến giờ không thấy ngừng gió nào các bạn ạ. Khá là mát luôn. Người dân ở đây
họ chủ yếu canh tác về nương giấy đó các bạn. Nó giống như một cái khu dân cư, khu đô thị gì đấy. Nhìn từ trên cao chúng ta có thể nhìn thấy các hộ dân ở hai bên đường. Ở trên này thì cũng có quán tạp hóa các bạn ạ. Có một quán tạp hóa, bán tạp hóa với cả kinh doanh hôm tây, để cho khách có thể khách du lịch ở nơi xa đến đây đi tham quan trải nghiệm. Nhà của đồng bào người Mông ở đây thì đa số họ làm nhà bằng gỗ và nhà đất các bạn. Đây có bông hoa gì đẹp quá, hoa lọc kèn hay hoa gì. Ở đây có một cái điểm trường, cái này không biết là trường mầm non hay là trường gì. Mình thấy có ghi à, đúng rồi, trường mầm non các bạn ạ. Đá xà hồ. Ở bên này thì có một cái nhà sàn. Ở bên này có một cái nhà sàn cũng rất đẹp, được sơn màu vàng. Mình nghĩ là nhà này họ sẽ kinh doanh hôm tây. Mình thấy rất là đẹp này. À đúng rồi, có chữ hôm tây kia kìa. Có cái chữ hôm tây kìa. Đó vậy. À, bên này thì có một cái mình không biết được gọi là cái gì, nhưng mà người ta làm để cho khách du lịch lên đây ngắm cảnh ở trên này các bạn, hay là uống cà phê gì đấy. Có hai tầng và có những cái thang lên. Đường bê tông thì đến đây cũng đã hết rồi các bạn ạ. À, đến đây là hết đường bê tông rồi. Và cũng hết nhà luôn. Hết nhà luôn. Để mình xem một chút. Ở dưới này là rừng rồi. Ôi, nó cao quá. Đây các bạn. Chỗ này thì người ta vứt rác ở đây rồi. Nhưng mà nó thật sự là dưới này rất là sâu luôn. Ở đây có rừng thông, sâu lắm. Giờ mình sẽ đi quay lại đằng này thôi các bạn nhé. Và chiều dài của con đường từ đầu bản này nó chỉ vào khoảng 200m hoặc là hơn một chút thôi. Và ở đây thì có khoảng 33 hộ dân. Lúc này mình hỏi bác chủ quán ấy, khoảng 33 hộ dân sinh sống ở đây. Và chủ yếu là người đồng bào Hồng Mông. Các cháu này đang chơi cái trò gì ấy? Chào các cháu nhá, đang chơi trò chơi à? Đấy là trò chơi gì ấy? Ném xếp à? Xa thế mà ném cùng chúng nhỉ? Ấy, mất rồi. Cẩn thận đấy, nó vào mặt đấy nhá. Ôi già. Ấy giờ ở đây có quả đào này, đào này đang chuẩn bị sắp chín rồi. Quả đào rất là to các bạn ạ. Đừng nghỉ hè rồi à? Học lớp mấy rồi cháu? Học lớp mấy rồi? Lớp 6 à? Bao nhiêu tuổi rồi? Ui giời, 11 tuổi. Bạn nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi? Không mấy. Học lớp mẫu giáo. Mẫu giáo á? Mấy tuổi rồi mà học lớp mẫu giáo? To rồi. 5 tuổi chưa? Hay là 6 tuổi? 7 tuổi. Mấy tuổi? Bạn này mấy tuổi? 7 tuổi. Hai bạn nhỏ này là học lớp mẫu giáo à? Bạn này học lớp 3. Lớp 3? Mấy tuổi rồi? 8. 8 tuổi á? Phải không? 8 tuổi rồi. 8 tuổi mà bạn này thì mới có bằng cái bạn áo đỏ kia. Mấy tuổi? Mấy tuổi? Mà học ở đây học lớp 3. Ở đây học lớp mẫu giáo đúng không? Sang năm là học lớp 1 còn là học lớp 4. Ôi dồi, hai đứa đứng gần nhau xem nào. Bằng nhau. Ôi, bằng nhau đấy.
hai đứa này bằng nhau mà một đứa học lớp lớp 3, một đứa học lớp mẫu giáo, chuẩn bị lên lớp 4 này, áo xanh ấy. Con này học học lớp 6 ạ. Lớp 6 à? Vâng. Đây lớp 6. Cùng lớp 6, cùng lớp à? Không, cùng à. 6A và 6B. À 6A, 6B, cùng khối. Về nào chưa? Bố mẹ đi đâu hết rồi? Đi làm. Đi làm nương. Làm nương à? À. Nhiều ăn ít. Chơi bản tí. Con muốn thật câu à? Mấy đứa ra, mấy đứa ra đây, chú cho mấy cái kẹo này. Mấy cái kẹo. Có ăn cái kẹo này không? Thạch này không? Ủa? Nha. Rất tiểu. Rồi. Cho mấy đứa mấy cái này. Cháu xin chú ạ. Này. Cháu xin chú ạ. Xin chú ạ. Rồi. Này. Cháu xin chú ạ. Ừ. Còn còn ít này để cho mấy bạn nhỏ ngoài kia nhá. Mấy đứa chơi đi nhá, chú đi đây, đi về đây. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay hơi có nắng một chút. Tình hình thời tiết, báo thời tiết là bắt đầu ngày mai lại có mưa dông các bạn ạ. Ở đây có hai cháu bé này, mang cho hai đứa này mấy cái thạch này. Chào các bé nha. Cháu chơi cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái găng tay à? Ôi ôi. Chơi cho nước vào trong cái găng tay này à? Ui. Mẹ đâu? Mẹ trong kia à? Mẹ hay là như nào? Nói. Này mấy tuổi rồi? Nói được chưa? Ui, chú không biết tiếng Mông đâu. Chú không biết tiếng Mông đâu nhá. Có đi học chưa? Chẹo nhá. Có đi học chưa? Học mẫu giáo chưa? Không học à? Ui, này. Này, ngả tay ra nào. Ui, cầm hết không? Đặt cái này xuống, đặt cái này xuống. Cái này xuống. Đấy. Này. Này chị này. Ừ. Đấy. Đây, còn cái này thì còn mấy bạn nhỏ ngoài kia nữa. Nha. Ăn cơm chưa? Hả? Chưa ăn à? Bố mẹ ở đâu? Bố mẹ đi nương à? Bố mẹ đi nương à? Đấy. Thấy trong này chưa? Thấy con trong này chưa? Không. Đấy. Thấy chưa? Trinh không? Trinh không? Đây này. Trinh gái không? Trinh gái không? Và đi vào nhà đi nhá. Nhá. Mà nắng nhá. Rồi, đi vào nhà đi. Trẻ con ở trên vùng cao này rất là dễ thương các bạn ạ. Đấy. Cũng khá là yên tĩnh đấy các bạn. À, một số bà con thì đi nương bây giờ cũng chưa về. Giờ cũng tầm 10 rưỡi rồi, 1 giờ kém rồi nhưng mà đi nương vẫn chưa về. Còn thấy khá là vắng vẻ. Chỉ có những cái cháu nhỏ ở nhà chơi ở nhà thôi. Đây có mấy đứa nhỏ này. Bé ơi,
bé. Này, chú cho thạch này, chia nhau này. Nhá. Cầm lấy chia nhau nhá, chia nhau nhá. Hai bé này lấy cái khăn để làm váy. Hai bé này không có mặc quần nên là lấy cái khăn để làm váy. Đấy, chia cho chị với nhá. Các bạn thân mến, các bạn vừa trải nghiệm một cái bản ở trên đỉnh đồi, đỉnh núi khá là đẹp của đồng bào người Mông, đó là bản Cú Vai. Bây giờ thì mình cũng tạm kết thúc cái video trải nghiệm ngày hôm nay ở đây các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Các bạn thấy hay thì xin hãy đăng ký kênh và theo dõi. Cảm ơn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và các bạn có thể dành ra vài phút cuối cùng của video để xem toàn cảnh bản Cú Vai từ trên cao các bạn nhé.